bởi vì lòng vua xưa giờ luôn là thứ khó suy đoán, khó nắm bắt nhất ở trên thế gian này. Giáng Dư Thị làm quan nữ tử, đuổi khỏi Trung Túy cung. Hoàng thượng, người thật nhẫn tâm với Thế Lan mà. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không hề quyến rũ Tam A Ca mà. Ngươi đưa xuống đi, bán lụa trắng. Dạ. Hoàng thượng, thần thiếp bị quan. Hoàng thượng. Hoàng thượng tưởng thần thiếp không biết sao? Thần thiếp rất muốn hận người, nhưng mà thần thiếp làm không được.